đẹp dã man luôn các bác ạ. Từ bé đến giờ chưa bao giờ em gặp một cái trường hợp nào mà nó đẹp như thế này. Đây cho các bác xem này, một chiếc đầu thu em hoàn toàn chưa lau chùi các bác nhá. Đấy, từ khung, từ thân vỏ này, đẹp một cách xuất sắc. Và cũng cảm nhận một cái điều là gần như là không một nốt xước ở trên đầu thu này luôn. Và có thể nói rằng là đây chính là một trong những dòng micro mà tất cả anh em đi làm show, làm sự kiện, đấy, anh em đang rất là mong chờ với một bộ micro này. Xanh lét luôn các bác nhá. Và tiếp theo nữa đây, cho anh em xem qua về cái ruột gan nội thất của nó để cho anh em cảm nhận thấy một cái độ uy tín và cái độ chất lượng của nó như thế nào. Hàng xịn 100% các bác nhá. Mặt mũi không nốt xước, vẫn còn nguyên xeo. Đấy, một cái thương hiệu BBS đến từ đất nước Đức. Và bây giờ thì một cái sản phẩm tiếp theo em cũng cho các bác xem đây. Đấy, mặt mũi của nó không nốt cấn, không nốt xước luôn. Đấy, và một trong những sản phẩm mà ngày hôm nay chắc chắn một điều được tất cả anh em chúng ta đang rất là nóng lòng chờ đợi xem nó là cái gì. Bộ micro này có đáng tiền hay không. Đấy, xin được kính chào tất cả anh em yêu âm nhạc trên toàn quốc. Hôm nay Cao Hiền xin được giới thiệu đến tất cả các bác một trong những dòng micro được đánh giá là đẳng cấp chất lượng. Đấy, tất cả những cái dòng sản phẩm này đều là một trong những thương hiệu đến từ đất nước Đức các bác nhá. Đầu tiên thì em Hiền cũng xin được chân thành cảm ơn tất cả anh em đã luôn luôn tin tưởng, đồng hành và ủng hộ các kênh Cao Hiền Audio trong khoảng thời gian qua. Và xin được chúc cho tất cả các bác một ngày mới luôn luôn vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Xin được giới thiệu đến tất cả các bác một dòng micro với thương hiệu là CB Acoustic. Đấy, với cái mã là K8910. Thì với cái mã CB này em Hiền cũng đã có một lần bán rồi. Và trước đây cũng đã nhận được sự phản hồi của tất cả các bác. Đó chính là một cái cảm nhận tiếng nó chân thật, rõ ràng, chi tiết. Và đây chính là một trong những dòng micro cao cấp với cái giá mới bán ra tầm khoảng từ 600-700 đô tiền Việt Nam, tức là tương đương với tầm khoảng từ 14-16 triệu tiền Việt. Và với cái giá tiền này thì không phải một người dân thường nào ở Việt Nam cũng có khả năng để chi trả, có khả năng để mua một bộ micro như này. Và với một cái mặt của nó là hoàn toàn bằng nhôm các bác nhá, nhôm CNC. Và một điều em Hiền cũng cần phải nói cho các bác chúng ta cảm nhận thấy là mặt mũi của nó thì cực kỳ là đẹp, gần như là không có một chút xước sát gì. Từ cái khung vỏ, từ cái tai mic cho đến cái độ sang trọng của nó thì anh em không cần phải bàn cãi nhá. Đây cho các bác xem này, một cái tay của nó thì được đánh giá là cực kỳ uy tín. Đấy, quá là uy tín. Và cái giọ của nó thì các bác cảm nhận thế này, em Hiền về chỉ cần bỏ qua đánh chùi qua thì nó đã đẹp như này rồi. Giọ này của nó là giọ zin không nhá, chưa có vệ sinh, chưa cần thua tát gì, đẹp mức độ là anh em không cần phải bàn cãi luôn, đúng không? Và em Hiền xin được giới thiệu sơ qua cho các bác về cái đầu thu để anh em chúng ta cảm nhận. Đầu tiên thì đây chính là một cái bề mặt của nó rất là sang trọng các bác nhá. Đối với cái dòng này thì em sẽ cho các bác có tai bắt tủ nhá, có tai bắt tủ đấy, em tháo ra để cho tất cả các bác chúng ta vận thuận tiện về cái mạng gọi là vận chuyển thôi. Đấy, và ở trên đầu thu anh em có thể nhìn thấy đây. Với cái ưu điểm của bộ micro này thì các bác có thể nhìn thấy là lý do tại sao chúng ta có một cái cảm nhận là cái kính này của nó màu hơi xanh xanh, bởi vì nó là một trong những dòng micro được đánh giá là micro chuyên nghiệp các bác, mic chuyên nghiệp. Chính vì vậy ở trên cái kính này của nó có một cái hệ thống kính cả trên tay mic và cả ở đầu thu các bác nhé. Nó hệ thống kính gọi là chống phản quang. Đấy, tức là nếu mà những dòng micro bình thường các bác đưa ra ở bên ngoài thì nó sẽ bị ánh sáng nó che lấp cái hình ảnh đi, thì là các bác sẽ không nhìn được. Nhưng con này của nó đưa ra bên ngoài ánh sáng mặt trời, các bác vẫn nhìn thấy rõ màn hình như bình thường. Tức là gọi là phải chống phản quang, chống tia cực tím các bác nhá. Đấy, anh em có thể nhìn thấy đây. Và ở trên đầu thu thì nó có hiển thị cả 3 số, hiển thị cả 6 số. Và ở đây thì nó có cả cái chế độ để chỉnh về cái phần độ nhạy các bác này, chỉnh độ nhạy này. Đấy, và chỉnh chế độ sóng xa sóng gần. Đấy, chỉnh chế độ hỗ trợ chống hú. Thì đây chính là một cái dòng micro được sản xuất và lắp ráp với một cái công nghệ của Đức cực kỳ là khét mù. Nó cũng giống như BBS này các bác này, BBS này của nó cũng là công nghệ của Đức các bác nhá. Đây em giới thiệu cho các bác cái con CB trước. Và con này thì nó cho ra một chất âm rất là chi tiết, rất là rõ ràng. Và sóng của nó cũng khá là ổn định để cho anh em đi làm những show sự kiện vừa vừa thôi và nhỏ. Bởi vì sóng của con này thì nó chỉ ổn định cho các bác tầm khoảng 50m quay đầu. Nếu mà anh em làm một cái chương trình sự kiện lớn hơn thì em cũng khuyên các bác là không nên sử dụng con này để đi chạy những chương trình sự kiện lớn. Bởi vì nếu mà nói về cái tâm nội thất cũng như là nói về cái chất lượng thì với bộ micro này chắc chắn một điều là nó trên cả tầm Zilka.
trên cả tầm những dòng micro đắt tiền, bởi vì giá mới của nó cực kỳ là đắt các bác nhá. Đấy, ở Việt Nam mình không phải ai cũng có điều kiện cũng như khả năng để mua được một bộ micro như này các bác ơi. Em Hiền sẽ cho các bác xem qua về cái đầu thu nhá. Đầu thu thì anh em nhìn thấy này. Nếu một cái cảm nhận đầu tiên thì khi các bác là những tay chơi âm thanh, những người mà biết về âm thanh, thì các bác chúng ta nhìn cái bộ micro này thì anh em chúng ta thật sự là không còn một cái lời nào để mà nói, đúng không? Hai hộp sóng to như hai bao thuốc lá, và tất cả ở trên đầu thu này thì nó đều giải quyết bằng những con tụ nhôm to như cái đũa các bác ạ. Đấy, lọc tiếng của nó cực kỳ chi tiết, cực kỳ là sạch, và bên mạch của nó thì anh em không cần phải bàn cãi rồi, đúng không? Ruột gan của nó phải dùng một từ là siêu kinh điển các bác ạ. Bên mạch của nó còn đẹp hơn cả những dòng micro Zilaka hoặc là một số dòng micro khác, Bayer hoặc là những dòng micro bình dân, thì với bộ micro này thì anh em không cần phải bàn cãi nữa rồi. Và mặt mũi của nó đây các bác nhá, mặt mũi của nó là nhôm phay nguyên khối, toàn bộ là của nó là cực kỳ là đẹp, rất là chất lượng. Đây, ở khu vực phía sau đây các bác nhá, con này là con của nó là CB Aquatic. Đấy, hai rắc canon này, rắc 6 ly này, chạy điện của nó là 12V, cắm điện 220, và anh em có thể nhìn thấy nội thất của nó quá là khủng khiếp, đúng không? Thật sự là nếu mà anh em ai là dân chơi âm thanh, nhìn qua cái phát hiện ngay là đây là hàng xịn, hàng đắt tiền. Đấy, và tay mic của nó đây, anh em có thể nhìn thấy đây nhá. Đấy, ở trên tay thì nó có cả chế độ chỉnh sóng xa sóng gần này, chỉnh độ nhạy này, và đặc biệt là con này của nó tăng giảm độ nhạy, tăng giảm gain ở trên tay mic luôn. Và với một cái tay mic như thế này, nó sử dụng một cái dòng côn neo thế hệ đời mới đó. Tiếng tăm của nó con này thì nó đủ 3 giải, và đặc biệt là cái giải cao xì xẹt của nó rất là tốt, và số lượng của nó thì không có nhiều. Đấy, và tay mic của nó thì em cũng cam kết các bác là gần như là cảm giác là những cái dòng mic này của nó thì gần như là chưa sử dụng bao giờ các bác ạ. Cực kỳ đẹp, rất chi tiết, rất nét. Đấy, và tay chân thì em Hiền cũng nói luôn, để trong quá trình sử dụng nó có va chạm xước sát nhẹ nhẹ, em cũng đã tân tuốt đấy, và đã làm đẹp spa lại là thật sự là rất là đẹp rồi. Và ở phía sau này của nó còn có một cái logo của CBA công tích ở đây. Đấy, tay thì em Hiền cũng đã vệ sinh thuốc tát lại cho anh em là quá là đẹp rồi. Còn dọ này của nó là dọ zin nguyên bản hết các bác nhá, chưa cần phải thun tát gì, mà nó đẹp như này chắc là dọ này của nó là dọ hợp kim nano tính điện màu đen. Đấy, quá đẹp luôn. Và tiếp theo thì Hiền sẽ giới thiệu cho các bác những bộ micro hàng BBS của các bác này. Đây là những bộ micro BBS mà em khẳng định luôn các bác là từ trước đến nay chưa bao giờ em va chạm được một chiếc đầu thu nào mà cảm giác nó mới đến mức độ như vậy, nó đẹp đến mức độ như vậy. Và nếu mà nói về cái chất lượng thì anh em không cần phải bàn cãi. Dòng này thì tất cả các bác đi làm show, làm sự kiện cũng như là anh em xài gia đình thì hết thuốc luôn các bác nhá. Đừng bàn cãi nữa, bởi vì với bộ micro như này gần như là cái đồ dự phòng ở trong phòng hát các bác ạ. Đồ dự phòng của phòng hát, tất cả của nó là từ lẫy pin, đấy, từ tay chân, từ ruột gan thì không cần phải bàn cãi nữa rồi. Và cho các bác ngó qua về cái nội thất của nó đây. Đấy, một số bác bảo lý do tại sao ở những cái điểm này của nó là tại sao người ta lại đổ keo, bởi vì đặc trưng của những hàng châu Âu nó là như vậy. Người ta quan trọng đến cái vấn đề đầu tiên, nó là cái bền bỉ. Đấy, chứ không bao giờ quan trọng về cái hình thức. Đây các bác nhìn đây này, tất cả cái chân của nó đều đổ keo này. Tất cả những cái điểm nào của nó cần thiết là nó đều đổ keo. Và ruột gan của nó thì dòng này anh em không cần bàn cãi rồi. Một cái thương hiệu của nước Đức, và nhà máy của nó được sản xuất tại nhà máy của nó được đặt tại Trung Quốk. Đây các bác này, Make in China by BBS, tức là Make in là nguồn gốc xuất xứ nhá. Đấy, các bác bảo là dòng này có lẽ là hàng China, không phải đâu các bác ơi. BBS nó là một thương hiệu của Đức và được sản xuất tại China. Và hiện nay thì cái bản quyền thương mại cũng như là cái công nghệ này của nó là chuyển giao là Trung Quốc đã mua lại toàn bộ cái dây chuyền này của BBS rồi. Đấy, các bác gọi là BBS này của Đức cũng được, của China cũng được, nhưng quan trọng nhất nó phải là hàng xịn, hàng chính hãng. Đây, một rác 6 ly, hai rác 6 ly hai bên. Đấy, anten của nó là anten liền. Anh em ai thích thì có thể kéo nó lên để đi làm chương trình show sự kiện, hoặc là nếu mà các bác xài gia đình thì các bác chỉ cần để như này thôi, sóng nó là vô đối luôn, đúng không? Ruột gan quá đẹp các bác ạ, xịn sò nhá. Đấy, đầu thu của nó thì gần như là không có một vết xước nào luôn các bác ạ, không một vết xước nào luôn, xanh lét đẹp căng đét luôn. Đấy, và tay chân của nó đây anh em có thể nhìn thấy đây nhá. Đấy, tay chân thì nó có một cái màu của nó là màu tím, thì em Hiền cũng đã sò ba lại cho các bác rồi. Nhìn chung ruột gan tất cả mọi thứ là đều zin nét khét mù, và có một cái điểm là con này nó chạy một cái thẻ côn neo thế hệ đời cao. Đấy, côn neo của BBS, dòng côn neo cúc này thì tiếng cực kỳ uy lực, nó giúp cho cái dàn âm thanh của các bác khi đi làm show, làm sự kiện thì nó sẽ cực kỳ là uy lực, rất mạnh mẽ luôn. Và dòng BBS này thì em khẳng định luôn các bác, không cần phải giới thiệu nhiều, bởi vì một số anh em sành chơi đấy, thì các bác cũng đã biết rồi. Đấy, quá là ok, nét căng
từ tay chân, từ ruột gan cho đến là từ bên ngoài bên trong. Rồi, và bây giờ thì em Hiền sẽ test tiếng và báo giá cho các bác cả hai sản phẩm này, kể cả từ đầu thu của BVS cho đến đầu thu của CV Aquatic. Đấy, cực kỳ là đẳng cấp các bác nhá. Anh em ai là dân chơi âm thanh thì nhìn qua dòng tay mic của CV Aquatic này các bác biết rồi. Đấy, tất cả những tính năng hiện đại nhất được tích hợp ở trên dòng micro này, và giá mới của nó thì quá chát chúa luôn anh em, chắc chắn một điều không ai mua được đâu, đúng không? Đấy, như bác giàu thì bao nhiêu cũng được, nhưng bác nghèo thì thật sự là không phải lúc nào cũng mua được. Côn của nó là côn neo các bác nhá. Test tiếng của CB Acoustic trước các bác nhá. Các bác ai có tai nghe xịn đeo vào và chúng ta cảm nhận thấy là cái tai mic này có hiển thị nó quá chuyên nghiệp. Đấy, tất cả những tính năng hiện đại nó đều nằm trên này, và nó có một cái chế độ chờ. Khi nào mà các bác để chế độ ngủ thì vẫn nhìn thấy cái này, và khi các bác ấn vào cái là nó sáng kinh khủng luôn á. Đây. Alo 67, alo 1 2 2 3 4 5 6 7 7 7. Đấy các bác nhá, tiếng không bị vỡ, không bị nát luôn. 67 1 2 2 3 4 5 6 7. Hiện tại bây giờ này em để cái cấp độ hỗ trợ hú tít của nó mới là cấp độ 6 thôi. Con này của nó có 12 cấp độ khác nhau. Đấy, tiếng tăm của nó thì không cần phải bàn cãi nữa rồi. Anh em chơi con này của nó thể hiện cái mức độ chuyên nghiệp đẳng cấp trong cái gia đình nhà mình. Đấy, anh em đi làm show sự kiện nhỏ và vừa cũng được, anh em xài gia đình cũng đẳng cấp. Đấy, nếu mà để nói những người dân chơi âm thanh, người ta nhìn phát biết luôn. Đấy, tiếng tăm của nó không bàn cãi nhá. Tiếp theo, và test tiếng với cái bộ micro BVS này S320, gần như là ruột gan tay chân đầu thu của nó là mới long lanh luôn các bác ạ, không cần phải bàn cãi. Đây, test tiếng này. Alo 677 12. Đấy, hai con này của nó thì chất âm của nó là gần như là ngang nhau. 67 12 8 9 10 12 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 12 2 3 4 5 6 7. Đấy, tiếng cực kỳ là chất, và em Hiền cũng khẳng định luôn với các bác là đây, bật cái mic này nhá, hỗ trợ chống hú chống tít cực kỳ là tốt luôn. Đấy, và một cái dàn âm thanh chuyên nghiệp thì cần phải có một bộ mic tốt. Còn với cái mức giá rẻ như mic nháy, rẻ hơn mic chọn, thì anh em nên chọn phương án nào? Đấy, chọn một bộ mic fake dùng hay là chọn một bộ mic chính hãng xịn sò đẹp như thế này với giá thành còn rẻ hơn để cho tất cả các bác dùng. Vâng, và bây giờ thì em Hiền sẽ báo giá cụ thể này. Đầu tiên, đối với bộ micro CB Aquatic thì đây là một cái dòng micro quá đáng chơi rồi, quá đáng tiền rồi. Đấy, và trước đây em Hiền bán giá cũng rất là cao, nhưng vào những ngày cuối năm để tri ân cho tất cả các khách hàng thì em Hiền cũng rất mong tất cả các bác chúng ta hãy đăng ký kênh, like video, ủng hộ kênh của Cao Hiền, và Cao Hiền sẽ để cho các bác với mức giá là 1.800.000 đồng một bộ các bác nhá. Bao ship toàn quốc, bảo hành 3 tháng, hỗ trợ cho anh em trọn đời. Đấy, 1.800.000 nhá. Và tiếp theo chỉ có duy nhất 5 bộ đẹp chưa từng thấy trên đời này luôn. Đấy, BBS này, khẳng định một từ là đẹp chưa từng thấy trên đời này luôn. Và tay chân này em Hiền cũng đã nói luôn rồi, nó có một cái màu tím, em Hiền đã spa lại một cái màu vàng gold cực đẹp. Còn nhìn chung ruột gan lấy pin của nó là nét căng. Côn này của nó là các bác mua bên ngoài cực kỳ khó, rất là đắt tiền nhá. Đấy, côn neo nhá. Đấy, với bộ này thì anh em đi làm show, làm sự kiện quá là ok, hoàn hảo luôn. Xài gia đình cũng rất là tuyệt vời. Đấy, em cũng để đồng giá luôn cho các bác với giá là 1.800.000. Trước đây toàn bán 2.500.000 bộ này các bác nhá. Ngày hôm nay là cái ngày cuối năm rồi, lẻ 5 bộ em để cho các bác giá cực kỳ là tốt luôn. 1.800.000 đồng, bao ship toàn quốc, bảo hành 3 tháng. Ok chưa? Anh em thấy giá này thế nào? Quá tuyệt vời. Và em Hiền cũng xin dừng video tại đây. Chúc cho tất cả các bác một ngày mới luôn luôn ngập tràn niềm vui, thành công trong cuộc sống. Xin chào tất cả anh em.